chào bạn. Tôi là Thùy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Và video ngày hôm nay Nga sẽ trả lời bạn câu hỏi là sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh có điều trị được căn bệnh cao huyết áp hay không? Bệnh cao huyết áp đang ngày một gia tăng và không chỉ ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới thì căn bệnh này cũng đang đặt ra một thử thách rất lớn. Và hàng năm căn bệnh cao huyết áp chiếm từ 5 cho đến 10% tổng số bệnh nhân trên toàn thế giới. Điều đó chứng tỏ mức độ phổ biến và nguy hiểm của căn bệnh này, đúng không ạ? Và theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì 90% những người mắc căn bệnh cao huyết áp đều do không được phát hiện sớm. Theo các nhà khoa học Hàn Quốc đã nghiên cứu và theo dõi thử nghiệm trên 5.000 người sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn với liệu trình 1 năm thì thấy rằng những người sử dụng sản phẩm này có huyết áp ổn định hơn, tim mạch ổn định hơn và không còn những tình trạng của những bệnh lý như là đau đầu, hoa mắt hay tinh thần bất an và có sức khỏe tốt hơn những người không sử dụng. Bởi vì trong thành phần của sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc là những thảo dược quý và trong đó có thể kể đến những thành phần như rễ cắt cánh, rễ hoàng cầm, bồ hoàng, mạch môn là những thành phần có tác dụng làm tan cục máu đông và các mảng bám cholesterol trong cơ thể và làm sạch động mạch tĩnh mạch, giúp cho các mạch máu của chúng ta lưu thông tuần hoàn tốt hơn, tránh việc tắc nghẽn, từ đó thì làm cho huyết áp của chúng ta ổn định và có thể giải quyết được cho bạn bệnh lý huyết áp cao. Đấy chính là lý do vì sao mà sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn có thể giúp cho bạn điều trị được căn bệnh cao huyết áp. Và bên cạnh đó thì cũng thêm những lời khuyên cho bạn khi mà bạn sử dụng sản phẩm này để điều trị cao huyết áp cho mình. Thì ngoài ra chúng ta nên có một lối sống lành mạnh. Bạn hãy tập thể dục nhiều hơn, ăn đồ ăn thì tránh ăn mặn hoặc quá ngọt. Chúng ta điều chỉnh lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, uống rượu bia. Và đấy cũng là một trong những nguyên nhân có thể khiến chúng ta mắc căn bệnh cao huyết áp. Ngoài ra thì những người mà đang làm việc trong môi trường căng thẳng kéo dài hay đang gặp những biến cố lớn trong cuộc sống, thậm chí đang mắc những căn bệnh mãn tính khác thì rất dễ dẫn đến những stress căng thẳng thần kinh và đấy cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến cao huyết áp. Vì vậy chúng ta hãy điều chỉnh cho mình lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống hợp lý, kết hợp thêm với sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh này nữa thì chúng ta chắc chắn sẽ đẩy lùi được căn bệnh cao huyết áp và phòng ngừa được nó để có được sức khỏe như mong muốn và phòng tránh được những nguy hiểm mà do căn bệnh cao huyết áp gây ra. Khi chúng ta đã có những hiểu biết về căn bệnh cao huyết áp và chủ động phòng ngừa từ việc bổ sung cho chúng ta những loại dược phẩm để có thể tăng cường sức khỏe cơ thể và điều trị lối sống sinh hoạt thì chắc chắn rằng số lượng những người mắc căn bệnh cao huyết áp sẽ giảm xuống. Và nếu như bạn đang bị căn bệnh cao huyết áp hay đang có những triệu chứng để có thể gây lên căn bệnh này thì Nga nghĩ rằng các bạn nên bổ sung ngay sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn để giúp cho bạn cân bằng lại cơ thể và để giúp bạn phòng tránh được căn bệnh cao huyết áp này nhé. Vâng, vậy là bạn hoàn toàn yên tâm rằng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh có thể giúp cho bạn phòng và điều trị được căn bệnh cao huyết áp. Không những vậy, nó còn chữa được thêm rất nhiều các bệnh lý khác như về tim mạch hay phòng tránh đột quỵ, thậm chí là những người đã bị đột quỵ, tai biến mạch máu não mà để lại những di chứng thì sản phẩm này cũng hỗ trợ để giúp chúng ta điều trị những di chứng để lại rất là hiệu quả. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm bằng cách là truy cập vào website Korea Shop 24 giờ mà Nga đã để sẵn đường link dưới phần mô tả này và chat với chúng tôi qua phần chat online. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp sản phẩm cho bạn. Hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại hotline của Korea Shop 24 giờ. Đó là 0979149256. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn đặt hàng một cách nhanh nhất với cam kết bồi hoàn 100% giá trị sản phẩm nếu như bạn chứng minh được hàng của chúng tôi là hàng kém chất lượng. Và thậm chí trong vòng 7 ngày nếu bạn bóc sản phẩm sử dụng mà vẫn không yên tâm về chất lượng thì chúng tôi cũng nhận đổi trả hàng cho bạn mà bạn không mất thêm bất kỳ khoản chi phí nào. Và trong suốt quá trình bạn sử dụng sản phẩm, chúng tôi sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn sức khỏe cho bạn để cho bạn có thể thu được kết quả tốt nhất.
Giờ thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc hộp màu xanh, hay còn có tên là Kiện Não Hoàn, để giúp cho sức khỏe của mình, giúp cho sức khỏe của người thân trong gia đình mình đẩy lùi được căn bệnh cao huyết áp, và chắc chắn rằng bạn sẽ có được hạnh phúc như mình mong muốn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.